Truyền thông phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không của các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sau gần một tuần miệt mài thi công, hàng rào khuôn viên phòng khám chữa ung thư miễn phí đã chính thức hoàn thành. Công trình được thực hiện nhờ sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, góp phần tạo nên một môi trường an toàn và khang trang cho bệnh nhân đến khám bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh. Hàng rào được xây dựng với tổng chiều dài khoảng 400 mét, cao 2 mét, với thiết kế cột bê tông, xây tường kiên cố. Công trình không chỉ đảm bảo an ninh cho khuôn viên phòng khám mà còn góp phần tô điểm thêm cho cảnh quan xung quanh phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Việc hoàn thành công trình hàng rào là một niềm vui lớn đối với đội ngũ y sĩ và bệnh nhân của phòng khám. Đây là minh chứng cho sự quan tâm của cộng đồng đối với những bệnh nhân ung thư, đồng thời là nguồn động viên to lớn để phòng khám tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn trong công tác khám bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Thay mặt phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, Thành Võ thay mặt các thầy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành cùng các thầy trong suốt quá trình xây dựng công trình. Sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là vô cùng quý giá và sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị Nguyễn Thị Thanh Nga vui mừng khôn xiết khi cha mình thoát khỏi cửa tử nhờ phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Niềm vui vỡ òa bao trùm lấy gia đình của chị Nguyễn Thị Thanh Nga khi cha của chị, ông Nguyễn Thanh Quyền, đã chiến thắng ung thư và phục hồi sức khỏe kỳ diệu sau 2 tuần điều trị tại phòng khám chữa ung thư miễn phí. Từ cửa tử trở về cuộc sống. Cách đây 2 tuần, ông Quyền được đưa đến phòng khám trong tình trạng sức khỏe vô cùng yếu ớt, ông di chuyển khó khăn, đau nhức khắp cơ thể, ăn ngủ không ngon. Chứng kiến cảnh tượng đó, chị Nga không khỏi lo lắng và xót xa. Tuy nhiên, sau chỉ 2 tuần điều trị tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sức khỏe của ông Quyền đã có sự cải thiện đáng kinh ngạc. Ông có thể đi lại dễ dàng, ăn uống ngon miệng và ngủ sâu giấc hơn, nỗi đau nhức cũng dần thuyên giảm, mang lại niềm vui sướng vô bờ bến cho cả gia đình. Niềm hy vọng mới cho những bệnh nhân ung thư, chị Nga chia sẻ, trước đây gia đình tôi rất lo lắng và tưởng chừng như mất đi niềm hy vọng. Tuy nhiên nhờ sự tận tình của các y sĩ tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sức khỏe của ba tôi đã có sự chuyển biến tích cực. Ba tôi giờ đây có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường. Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ của phòng khám. Câu chuyện của ông Quyền là minh chứng cho sự hiệu quả của phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là nơi mang lại niềm hy vọng mới cho những bệnh nhân ung thư, giúp họ chiến thắng căn bệnh quái ác và trở lại cuộc sống bình thường. Lời kêu gọi chúng ta giúp đỡ để phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, có thể tiếp tục duy trì hoạt động và giúp đỡ nhiều bệnh nhân ung thư hơn nữa. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng. Mỗi đóng góp dù nhỏ nhất cũng sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh cho những người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hãy cùng chung tay giúp đỡ những bệnh nhân ung thư có cơ hội được chữa trị và phục hồi sức khỏe. Xin trân trọng biết ơn. Trên nhà thì ba em rất là ăn cái gì vô cũng đau bụng, cũng đi cầu, nói thẳng ra ba rất là mệt. Là nói thẳng ra là ba ăn cái gì nói thẳng cũng mệt, ba tăng xong đều là không ổn. Nhưng từ ngày xuống đây tới giờ các thầy đều chăm sóc và khám nhiệt tình và hướng dẫn, em cũng làm theo cái cách hướng dẫn của thầy. Bây giờ ba em rất là khỏe, 10 ba em khỏe hết là 7 rồi, chỉ mới có 20 mấy ngày thôi. Em cũng cảm ơn các thầy và các cô ở đây.
để luôn mạnh thường quân. Dạ em cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho các thầy này kia, đặng các thầy cũng có điều kiện, đặng cho mọi người đều không có điều kiện cũng đến đây, là các thầy cũng cũng nhiệt tình. Em cũng cảm ơn các mạnh thường quân. Ba ăn đều rất là bình thường, ăn nhiều hơn lúc ở nhà. Ba rất bình thường, ăn đầy đủ, ba ngủ đầy đủ, đều hoạt động bình thường, rất là tốt. Từ đây tới những thầy nói những gì em phải làm theo, đặng cho ba em hết bệnh đi về. Em cũng cảm ơn thầy và các mạnh thường quân nhiều. Ban đầu thì ăn cái gì đi cầu đi đi nổ soi đồ ở Đồng Nai thì nói bị khối u đại tràng, rồi xuống bú vậy, bú nó đòi mổ mà đây không mổ, lấy hồ sơ xuống đây xuống bú làm đầy đủ hết luôn á, gai rồi CT rồi siêu âm này nọ đầy đủ hết mà nó bị mổ, không có mổ, không có tiền mổ, mổ mấy chục triệu mà xạ trị nữa đâu có tiền. Hồi trước Tết á, đi 4-5 lần luôn, bú 2 á, xuống đây giờ không có ăn tầm bậy bạ, không thấy đi cầu gì hết, không thấy đi tầm bậy bạ, thấy mà khỏe. Hiện tại cái tâm trạng, cái trạng thái của bác nó vậy rồi, bác cảm thấy chia sẻ niềm vui của bác ơi. À, thấy khỏe quán ăn bình thường vậy. Mừng lắm. Thấy xuống đây khỏe hết mà, 70-80% á. Ở nhà ăn cái gì tầm bậy đi cầu, ăn gì bậy đi cầu. Bác có thể cho biết là lúc đầu mà mình sao mình biết ở đây mình xuống đây? Thì lên mấy đứa cháu lên mạng nó nói ở đây nói chữa bệnh ở đây, nó chỉ xuống đây bao xe xuống đây. Nói chung những cái tiền mà khi từ khi bác bệnh á tới nay á là phụ thuộc vào đâu á? Thì cũng đi mấy đứa con cháu nó cho, đứa mới đi xuống đây á, chứ mình đâu có làm gì nổi đâu. Bệnh trước Tết rồi gần tháng. Hồi đó bác có làm nghề gì không? Làm đi ve chai. Đi bình thường vậy mà sao mà tới không? Đi khám cái đó. Nó nói khối u đại tràng gì biết không? Đó trong hồ sơ có đó. Ở huyện xuống tỉnh chuyển đi ông bú rồi mổ. Rồi hiện tại là cái cách chăm sóc của các thầy ở đây là theo bác đánh giá như thế nào? Thấy cũng khỏe tốt, thấy được. Con bị đi khám là bác sĩ cho biết là bị u tuyến giáp và u phổi. Điều trị sao chứ? Chưa điều trị ở bên bệnh viện, mới đi khám để lấy kết quả. Bác có tư vấn mình cái gì không chứ? Dạ. Bác có tư vấn mình cái gì không? Có, yêu cầu là phải mổ. Chứ không mổ. Điều kiện khó khăn thì cũng chưa đi dám đi mổ. Dạ. Tại sao chú biết ở đây? Được có một người cháu ở trong đất miền Nam này điện về cho biết là vào chỗ phòng khám của cha Tường, thì hai nữa là lại sau đó này được tìm hiểu trên mạng ấy, thấy có nhiều điều tốt đẹp theo với cái điều kiện bệnh của mình, cho nên là muốn tìm hiểu, rồi sau đó là bắt đầu là vào trong này. Hoàn cảnh thì con là cái thứ nhất là hai vợ chồng thì đến nay thì tuổi đã cao rồi. Thế thì còn các con thì đi lấy vợ lấy chồng thì ở xa, điều kiện các con thì nó cũng có mức độ, nó không có điều kiện lắm. Thế nên là gia đình thì hai vợ chồng thì bây giờ là tuổi cao thì lao động ở thôn quê thì cũng thu nhập nó cũng không có nhiều, thế nên là cũng muốn đến chỗ phòng khám của cha yêu thương này thì muốn cậy nhờ vào đây để cái thứ nhất là được tạo cái điều kiện dễ dàng cho bản thân và cũng như là gia đình, rồi mong muốn là cho cái căn bệnh nó được đẩy lùi, cho cuộc sống được gia đình yên ổn, vui vẻ hơn. Ở nhà thì cũng chỉ lao động ở nông nghiệp thôi, làm ruộng thôi. Thu nhập sao chứ? Thu nhập thì cũng gọi là đủ ăn vậy thôi, chứ còn cũng không có cái dư dật lắm. Ở quê hương chú mắc bệnh này nhiều không? Ở quê cũng rất nhiều người mắc bệnh. Cả cái bệnh trọng này, thí dụ như ung thư rồi này,
vùng nọ vùng kia cũng rất nhiều. Nhưng mà cũng mong muốn vào đây thì cần thiết thì cũng thông tin về cho các người quen biết đấy, mà người ta cũng tìm đến những cái nơi chữa bệnh theo phác đồ của cha đấy, thì cũng mang lại một kết quả cao nhất cho bản thân và gia đình được cậy nhờ. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.